thì chúng ta cùng sẽ đi nghiên cứu những cái hoạt tính sinh học thực vật có tác dụng bảo vệ gan trong điều trị bệnh gan nhiễm mỡ. Và trong cái nhóm này nó có thực chất quan trọng nhất là cây kế sữa. Thì cây kế sữa nó chủ yếu mọc các châu Âu, nhưng mà hoạt chất rất là quan trọng là silymarin đã được trên 60 năm mà sử dụng trên toàn thế giới, sử dụng nhiều nhất ở các châu Âu và Trung Quốc. Thì silymarin có tác dụng bảo vệ gan này, tăng cường chức năng gan, và đặc biệt nhất đó là nó giảm các loại men gan, là hiệu rất là hiệu quả những chỉ số như ALT, AST hay là GGT. Ngoài ra thì chúng ta phải nhắc đến artiso. Artiso thì chúng ta cũng thể nghe nhiều đến cái việc là bảo vệ gan, nhưng mà artiso nó còn tốt hơn, thực chất nó tốt hơn trong việc điều tiêu hóa. Bởi vì khi mà gan chúng ta gặp vấn đề thì vấn đề tiêu hóa chất béo sẽ gặp vấn đề. Lúc này gan nó sẽ không tiết được cái dịch mật để tiêu hóa chất béo, làm chúng ta bị đau tức cái bụng, trứng bụng này, và đau một bên phải, đó là biểu hiện của bệnh gan có vấn đề. Thì cái artiso này nó giúp cho cái việc tiêu hóa chất béo được tốt hơn, được bảo vệ gan hơn.